Cặp bóng
Trong số tiền đổi mai dân 12-9. Xin mời đến đây là tiền đổi 5-7. Còn lý là tiền đổi 5-7. Còn lý là tiền đổi 5-7. Đập bóng số tiền thắng 10-12. Bóng tốt điểm rồi, 23-10. Đập bóng tốt điểm rồi, thắng 11-13. Đội Mai Tân 14-11. Đập bóng tốt đẹp đội thắng 12-14. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hai, 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 hai
hiệp hai không không bắt đầu. Bóng ngoài sân, điểm thắng 1-0. Điểm đổi Mai Tân 1-5. Ở đây thì anh bên con cháu có đem đổi thắng 6-1.
bóng trốn tiền đội thắng 11-6. Bỏ bóng trốn điểm đội Mai Tân 7-11. Phát bóng trước quân lưới điểm đội thắng 12-7. Bóng điểm đội viên cho Mai Tân 11-22. Đội bóng ra ngoài chân điểm thắng 13-7. Đánh bóng tốt điểm đổi thắng 14-8. Một điểm cuối cùng. Bóng phá bóng trước quân lưới điểm đổi Mai Tân 9-14. Bóng trước quân lưới tiền thắng 18-20. Đội đã được Mai Tân và đã được thắng. Xin mời hai đơn vị vừa và xung quanh chuẩn bị. Đội bóng ra ngoài sân điểm đổi Mai Tân 11-20. Đội bóng ngoài sân điểm đổi thắng 21-11. Đập bóng tốt tiền đội thắng 22-12. Kéo sau cầm tay biên đỏ theo hụt áo lên. Bóng
4 tiền mã đơn 16 22. Đập bóng tốt tiền đội thắng 23 16. Cờ bóng hồng đẹp thắng 24-16. Bóng ngoài sân điểm đời Mai Dân 17-24. Bóng chấp qua lưới điểm Mai Dân 18-24. Cắn bóng tốt điểm Mai Tân 19-24. Đập bóng tốt tỷ số 25-19. Kết thúc hiệp đấu thứ hai, chung cuộc đơn vị thắng thẳng đơn vị Mai Tân với tỷ số 2-0. Xin mời hai đội cửa vào sân khởi động. Tôi thắng nhìn bên ngoài.